Xin chào cô chú anh chị em. Thì hiện tại là cái lẫm ớt này á, là chuẩn bị trồng. Thì sáng ngày mai là tụi bên em sẽ trồng. Nhưng mà giờ này á, là chuẩn bị để sắp lộ khai để vận chuyển cho tới cái khu vực trồng. Thì chắc này là chúng em pha 150cc vi sinh cho 25 lít nước là chúng em tưới ướt đều lắm. Để thứ nhất là khi mà bứng bầu vô á, thì những cái nấm bệnh vi khuẩn á, nó không có tấn công vô được cái bộ rễ của cái cây. Thì nó hạn chế cái chuyện mà tình trạng mà khi mà mình đem ra đồng mình trồng á, nó bị thối rễ, nó bị lỡ cổ rễ. Dưới vấn đề nó là nó bị chết xanh. Thì giờ tụi em đang pha thuốc để cho tứ. Thì cái giai đoạn này á, cái cây nó cũng nhạy cảm ha, chúng ta không hạn chế, tức nghĩa là mình hạn chế sử dụng những cái thuốc mà làm khằn cái cây lại. Chứ cái thứ hai nữa đó là đừng có sử dụng mấy cái dòng thuốc nấm bệnh ở giai đoạn này, khi mà mình sử dụng là nó bị chai cây. Hiện tại là cái dẻo ớt này là 27 ngày cô chú anh chị em, đây là đúng 27 ngày thôi. Có cái cây đó trong đó bự chà bá lửa không. Phino đổi mới nông nghiệp Việt.